Hello, xin chào mọi người. Đây là vlog của Gãy TV và Gãy Media. Cái đứa đang chào là bà Tuyết. Cái đứa đang vào là bà Nhung. Đứa đi sau bà Nhung là ông Tuấn. Đây là những khuôn mặt vừa nghỉ lễ xong. Tại sao vừa nghỉ lễ xong mà lại còn mệt như là chưa nghỉ lễ là như nào? Nghỉ lễ thì ngắn như buổi chiều ạ. Nghỉ lễ ngắn như buổi chiều. Vẫn thấy ai đó lên được Tam Đảo. Thế mà vẫn kêu ngắn. Quả Trần Thị Dê. Váy đẹp đấy. Một chiếc váy rất đẹp. Đây là Thiên An. Đúng, các bạn biết tên thật của Thiên An là gì? Tôi thề hôm qua tự nhiên tôi nhớ là con này nó không phải tên là Thiên An nhưng nó tên là cái gì? Thế thì ngồi nghĩ 15 phút mới ra. 15 phút mới ra được cái tên thật của nó các bạn ạ. Bây giờ các bạn bây giờ chắc chắn là cũng quên mất tên của nó là tên thật là gì rồi. Bên cạnh Thiên An là Thảo Le. Thảo Le đi chơi lễ vui không Thảo Le? Em bị ốm à? Thì Tết Covid chưa? Tết Covid chưa? Thế mày không test thì mày còn đợi cái gì nữa? Ây giời ơi. Ba ngày nghỉ lễ ở nhà ốm. Chắc là thiếu những cốc trà sữa nên là bị ốm. Ai? Tao á? Ui, cô con gái nhồng đại bị thả quá. Hả? Có. Hôm qua là ôm đâu nhỉ? Con mèo nó tên là gì? Con mèo nó thả tên là gì nhỉ? Con rượu. Laptop ở đâu nhỉ? Laptop ngoài cốp xe. Đợi chị tí. Con sơ chu à? Con mèo tên là sơ chu. Con đây thằng Trăng Quan. Trăng Quan hôm qua đi chơi đâu em? À đi dậu à? Đi qua đâu? Đi qua đâu? Dậu là gì? À hôm qua tao đi qua đấy à? Ai nhìn thấy mày đâu? À. Dạ cái gì ạ? Vâng được anh. Đây là Vân tự nhiên nó nhìn vào vlog của mình một cách rất là ngơ ngàng ngơ ngác. Hiền. Ơi đâu đâu gọi tao. Lại cho em xin nghỉ thứ 2, 3, 4 tuần sau nhé. Anh biết đâu mày ta không chịu trách nhiệm xin nghỉ hay không? Mà. Không, mày đi nói với người khác để nó lại mua quạt khác hay quạt cũ đâu cho tao. Không, mày đừng xin tao, tao không biết vấn đề này đâu. Không, đừng trình bày với tao mày. Tao cứ đứng nó trình bày với mình mặc dù mình chả có thẩm quyền gì trong cái việc mà. Ai bảo không trách nhiệm tao tát được phát bây giờ. Tao không can dự lấy vấn đề đấy, mày hiểu không? Nhớ nhắn nó rồi, giờ xin nghỉ, xin nhắn dần chứ đừng thông qua tao. Nó thấy khó quá. Nó thấy khó quá, nó cố tình lách luật. Nếu tao ừ một phát là tao chết, tội tình đâu tao gánh. Nhưng mà tao đâu có ngu. Vẫn đang bóc quà. Cô gái và rất nhiều những chiếc quạt. Quạt này được ấy, quạt này vẫn pin 6.400. Nhưng mà nó sẽ mát hơn cái quạt kia. Thế nhìn cái hộp nó đã xịn xò hơn bao nhiêu rồi. Tao bảo mua cái hãng này thì không mua. Đấy, biết cách bóc rồi đấy, lần trước thì ngu, lần này biết cách bóc rồi đấy. Đây chính là chiếc quạt năm ngoái tôi đi quay xong tôi để ở đấy, tôi ngồi quạt cho mát xong tôi đứng dậy tôi đi thì để lại quạt đấy luôn. Cất hộp đi đừng vứt vội, nhớ đâu còn đổi lỗi bảo hành. Thường nó cứ dùng để khoảng một tuần, nó không vấn đề gì thì hãng vứt. Cái kia vứt gì thì thôi. Hôm nay đám này sẽ làm món mì spaghetti giống các bạn fan yêu cầu các bạn ạ. Đây có cái đấy quạt mát hơn, mà cầm nặng tay hơn cái kia chắc chắn hơn đúng không? Ba nấc. Đấy, mát bùng tóc à? Hay vẫn thế? Thôi kẹp hai quạt hai bên được. Thế thôi các bạn ạ, tôi đang quay vlog, tôi giật mình, tôi chợt nhớ ra, tôi không biết là tôi đã bấm nút quay hay chưa. Nói từ nãy giờ mà chưa bấm nút quay thì vui lắm. Dị Duyên.
không hỏng được, không hỏng được. Đây là lần thứ hai. Ờ thế được rồi. Nó là nó muốn mua cây mới. Đội hình đang chuẩn bị xuất phát. Mày cứ cầm mày quay lung tung đi, mày cứ cầm mày hướng cái bọn này để chị đi lấy cái. Là đội hình di chuyển các bạn ạ, vẫn đang di chuyển rất là oan tà văn công bình. Toàn cái túi lấy làm nào nhỉ? Cái gì? Đoàn em mà có cái túi quà để cầm về để biếu cho vợ ấy. Còn túi quà hôm qua tao vừa mới mang về tao bỏ mất. Thì túi kiểu túi hộp bánh đúng không? Hay là túi như nào? Nếu mà để mà xác định là túi quà thật đi ra Google Shop đầy túi quay sách, cái túi nào đẹp đẹp sang sang thì mua. Google Shop ấy. Ừ, bên đường Chu Văn An này. Hay là bi shop ấy, bảo Thảo chỉ cho. Thảo chỉ cho khác thôi chị ạ. À, Thảo đợt này chỉ cho chị cho khác là hôm trước hai đứa chúng mày đi đâu mà quay TikTok. Yêu đơn phương là gì hả hai đứa kia? Chúng mày khai mau. Cười à. Yêu đơn phương là gì à? Cái gì? Này còn quay clip TikTok đi với nhau, rõ ràng đi với nhau yêu đơn phương là gì xong lại thơm nhau thế là thế nào hả? Hả? À giả vờ à, chúng mày giả vờ hơi lâu rồi đấy. Thằng này nó bị làm sao đấy các bạn ạ? Thằng này nó bị làm sao ạ? Nó đang nghi ngờ gì ạ? Với đứa này nó cũng bị làm sao ạ? Tôi đã di chuyển để quay phim và hôm nay chúng tôi sẽ quay phim mà hai anh em các bạn ạ. Hai anh em nấu mì spaghetti.